Chương 365. Thạch thất. Chẳng lẽ có thể làm cho lòng người đau nhất chính là cảm tình? Nội tâm Đạm Đài Lăng nghi hoặc. Những năm này nàng đã hồi lâu không có đau lòng qua, càng là không ngừng tu luyện võ đạo, tu luyện quên hết hết thảy, từ yêu vương cảnh tới thái thượng cảnh, trở thành Bắc Hải chi vương. Chỉ có ở thời khắc nào đó, một mình một người nhớ tới phụ vương chết đi, tâm mới có thể ẩn ẩn đau đớn. Cái kia có lẽ gọi là cô độc. Người cười, không người cùng người chia sẻ. Người khóc, cũng không có người cùng người chia sẻ. Nguyên lai, có nhiều thứ không nghĩ, cũng không phải là quên. Một cái tia trí nhớ này giống như là nước sông từ trong lòng Đạm Đại Lăng chảy qua. Sau một lát, nàng vẫn là Đạm Đại Lăng. Cái Bắc Hải chi vương kiêu ngạo, hết thảy lạnh lùng. Bất kể thế nào, ta cũng phải cảm ơn ngươi. Cũng không phải cảm tạ ngươi cứu ta, mà là cảm ơn ngươi lúc ấy xuất thủ cứu Tiểu Dực. Tuy hắn còn là chết rồi, trong mắt Diệp Thần hiện lên một tia đau xót hóa không mở. Hắn rất muốn khóc lớn một hồi, nhưng hắn biết rõ hắn phải kiên cường. Sau khi tỉnh táo lại, Diệp Thần biết rõ đem tử họa tình sử phóng xuất ra chỉ có cách là cách làm của nhu nhược giả. Diệp Thần vận chuyển cửu tinh khí trong cơ thể, tuy thực lực hắn cũng âm hồn kém rất nhiều, nhưng Diệp Thần thể phải đem âm hồn kia đánh chết. Có biện pháp nào cho mình đạt tới thái thượng cảnh, phi đao, thiên tinh ấn hay vật gì đó? Âm hồn bên ngoài chính là chủ nhân mộ huyệt sau này khi chết lưu lại tàn hồn, bị người ta lợi dụng, dùng phương pháp nhiếp hồn bắt đi, dùng hồn phách cao thủ tiến hành nuôi dưỡng. Nếu như có thể lấy được dị bảo của vị cao thủ kia còn sống, sau đó đợi thực lực ta khôi phục, phá vỡ cửa đá, nói không chừng có cơ hội đem đạo âm hồn đó đánh chết. Đạm Đại Lăng bình tĩnh nói. Nghe được Đạm Đại Lăng, Diệp Thần quay đầu lại, yên lặng nhìn Đạm Đại Lăng hỏi: thi thể chủ nhân mộ huyệt đó ở đâu? Mộ huyệt này chia làm cao thấp hai tầng, mỗi một tầng đều có cơ quan. Muốn tới tầng dưới chóp nhất, cần phải phá vỡ một cái thạch thất. Theo lý thuyết, cho dù là ta cũng không có thực lực như vậy, lại càng không cần nói tới ngươi. Bất quá phi đao của ngươi cực kỳ cường đại, nói không chừng có cơ hội. Đạm Đại Lăng nói, thanh âm của nàng mang theo uể oải. Vì đối kháng âm khí trong cơ thể, nàng đã cực kỳ suy yếu, không có lửa phần khí lực. Nghe Đạm Đại Lăng nói, mắt Diệp Thần đột nhiên hiện lên cái luồng ánh sáng. Nếu như có thể giết chết âm hồn, điểm ấy khó khăn là cái gì? Ta như thế nào mới tìm được thi thể của chủ nhân huyệt mộ? Diệp Thần hỏi. Hắn bỗng nhiên đứng lên, lúc này thương thế bên trong cơ thể hắn đã hoàn toàn khôi phục. Mặc dù tu vị không có khôi phục tới đỉnh phong kỳ trước kia, ít nhất đã là khôi phục 7-8 thành. Đạm Đại Lăng kinh ngạc nhìn qua Diệp Thần. Diệp Thần rõ ràng nhanh như vậy khôi phục. Phải biết được rằng Diệp Thần trước đây thần hồn chính là liên tục 2 lần bị đánh nát. Hơn nữa, đại lượng sử dụng huyền khí đối thân thể kinh mạch cũng tạo thành thương tổn nhất định. Ta biết rõ làm thế nào đi. Vị ta đứng lên. Đạm Đại Lăng nỗ lực muốn đứng nhưng lại không có một tia khí lực. Tay trái nắm chặt thần kích, duỗi tay phải nói. Diệp Thần còn tưởng rằng cao thủ cấp bậc như Đạm Đại Lăng sẽ là không bị thương, hiện tại mới phát hiện Đạm Đại Lăng cũng đã bị thương tới trình độ này, ngay cả đứng cũng rất khó. Hắn lúc này còn không trông nom gì cái nam nữ tụ tụ bất thân. Như Đạm Đại Lăng không có tình cảm con người chút nào, các bạn không đem nàng trở thành một cái nữ nhân. Diệp Thần duỗi tay bịn chặt tay phải của Đạm Đại Lăng. Trên tay Đạm Đại Lăng làn da nhẵn nhụi mềm mại, không một chút tì vết, không một tia nhiệt độ. Dùng băng cơ ngọc cốt hình dung không đủ thời điểm va chạm tay phải của Đạm Đại Lăng, cái loại hơi lạnh thấu xương làm cho Diệp Thần dùng mình một cái. Âm hồn lưu lại hàn khí trên người Đạm Đại Lăng lại khủng bố như thế. Qua thời gian dài như vậy, Đạm Đại Lăng không có đem âm hồn chi khí khu trục, có lẽ huyền khí trong cơ thể mình đối với âm hàn chi khí có một chút hiệu quả. Tuy cùng Đạm Đại Lăng một chút động chạm, nhưng mà hiện tại song phương cùng chung địch nhân, Diệp Thần không có tạng tâm tư đem một cái tia huyền khí rót vào cơ thể Đạm Đại Lăng. Đạm Đại Lăng nhìn sang Diệp Thần, đang muốn nói Diệp Thần đây là phí công, đột nhiên thần sắc hiện lên tia kinh ngạc. Diệp Thần chuyển vận tới cái huyền khí, tuy cực kỳ nhỏ yếu, nhưng chạm tới âm hàn chi khí trong cơ thể nàng, lại là từng điểm đem âm hàn chi khí kia thôn phệ. Quá trình này tuy cực kỳ thông thả, nhưng rất có hiệu quả. Không nghĩ tới huyền khí trong cơ thể Diệp Thần cực nhiên là tinh thuần như thế, Đạm Đại Lăng rốt cục cảm thấy mình cho tới nay có chút xem thường Diệp Thần. Bất kể là huyền khí đặc thù trong cơ thể Diệp Thần hay là triệu hoán ra huyền khí phi đao cùng với thiên tinh ấn, đều cho nàng một cái cảm giác thần bí khó lường. Trên người Đạm Đại Lăng tuy mặc quần áo lam sắc cực kỳ trong suốt,
chỉ có một cái bạch sắc xa lăng thật dài trên lại địa phương tư mật. Bình thường quanh thân Đạm Đài Lăng bị thủy hệ huyền khí bao vây, làm cho người ta nhìn không rõ, nhưng bây giờ thủy hệ huyền khí qua bao quanh nàng đã hoàn toàn chết hôi, hơn phân nửa da thịt loạn lộ bên ngoài, trước ngực càng là ba đảo mãnh liệt. Bất kỳ một nam nhân nào chứng kiến xuân quang bực này chỉ sợ nhịn không được nghiêng mắt nhìn vài lần. Bất quá giờ phút này trong đầu Diệp Thần đều là Ali cùng Tiêu Sực, nội tâm tràn đầy cảm xúc đau thương. Đạm Đại Lăng cho dù lớn lên lại đẹp, cùng hắn cũng không có quan hệ. Đối với Diệp Thần phản ứng, Đạm Đại Lăng không có bất kỳ gì biểu lộ, cũng không nghĩ qua tận lực che lớp cái gì, tư tưởng của nàng cũng không phức tạp như nhân loại. Hàn khí trong cơ thể bị huyền khí Diệp Thần thôn phệ rất nhiều, thường thế Đạm Đại Lăng rốt cuộc khá hơn một chút, bất quá y nguyên không có một cái tia khí lực. Được Diệp Thần nâng, tay trái Đạm Đại Lăng vịn vào tam xoa kích, từng bước chậm đi thẳng phía trước. Hai người chậm rãi đi đi, xuyên qua một cái địa đạo hẹp dài, tấn nhập vào thạch thất bịt kín. Cái này thạch thất ngoại trừ đường tới, địa phương khác toàn bộ bị phong bế, không cách nào tiếp tục đi tới. Thạch thất phương viên nằm 6 thước, trùng gường một cái bệ đá. Phía trên bày đặt một ít ngọn nến. Trên mặt tường bốn phía thạch thất vây quanh từng khoảng xã Minh Châu, làm thạch thất có vẻ là phi thường sáng sủa. Diệp Tần có chút nghi hoặc, Đạm Đại Lăng tại sao phải mang mình tới đây? Nơi này làm cái ngõ cụt, bỏ tiếp tục đi đâu? Chương 366, cơ quan phần 1. Diệp Thần cố gắng sử dụng thần hồn điều tra, lại phát hiện ra nhàm thạch thạch thất không biết là dùng vật gì chế tác, thần hồn căn bản không cách nào xuyên thấu. Ta biết rõ đường xuống dưới thạch thất, nhưng mà không biết thế nào mở ra cơ quan. Đạm Đài Lăng bắt lấy thần kích, dừng lại bước chân nói, người xem có thể dùng huyền khí phi đao phá vỡ mặt tường tứ phía không? Diệp Thần ngắm nhìn tứ phía khẽ nhíu mày, trong thạch thất này giấu giếm cơ quan, nếu như tự có cơ quan lùng tùng sử dụng huyền khí phi đao, vạn nhất kích hoạt cơ quan tính công kích, vậy thì phiền toái. Nếu Đạm Đài Lăng còn có thực lực thái thượng cảnh, cái này còn dễ nói. Hiện tại Đạm Đài Lăng ngay cả năng lực tự bảo vệ mình cũng không có, mà Diệp Thần dùng thực lực quán bây giờ đụng phải cơ quan chỉ sợ khó có thể giữ tính mạng. Phải biết được chủ nhân tòa mộ này khi còn sống là một cái siêu cấp cường giả, có thể tìm được cơ quan ở đâu hay không? Ngắm nhìn tứ phía thạch thất là dùng từng cái khối đá ba thước vuông phong bế, biên giới mỗi một cái phiến đá đều là khắc một cái chút phù điêu, là một ít nữ nhân trần truồng tư thái khác nhau, chọc người tiếng lòng. Đỉnh thạch thất vây quanh hơn 10 chiếc khỏa dạ minh châu, làm cho thạch thất trở nên thập phần rộng rãi. Nơi này cơ quan thập phần bí ẩn, ta đã thử qua, rất khó có thể tìm tới chỗ cơ quan. Đạm Đại Lăng thấy Diệp Thần bốn phía nhìn kiếm, cũng là chậm rãi nói. Diệp Thần không có lên tiếng, nhìn bàn đá trước người. Trong thạch thất này bày đặt một cái bàn đá quả thực có chút cổ quái. Hắn cúi đầu điều tra, tìm kiếm trên bàn đá có dấu diếm cơ quan hoặc là có thể di động bàn đá hay không. Kết quả phát hiện quanh thân bàn đá không có kỳ lút cơ quan nào, bàn đá cũng không cách nào di động. Đã Đạm Đại Lăng cũng điều tra qua nơi đây, cơ quan bình thường lại có thể nào tránh được mắt của Đạm Đại Lăng? Nếu như nơi này thực sắp đặt cơ quan tất nhiên là thập phần bí ẩn. Đừng có hao tâm tổn trí, Đạm Đại Lăng nói, thủ pháp Diệp Thần tìm kiếm cơ quan cực kỳ vụng về, sao có thể tìm được chỗ cơ quan? Ánh mắt Diệp Thần rơi vào lến trên bàn, có lến chèn vào ngọn nến ba chi, trên mặt bàn lưu lại mấy ngọn nến đều là lửa thanh, trên bàn đá cũng là tích đậy sáp dầu. Ngửa đầu nhìn cái đỉnh thạch thất, những cái dạ minh châu kia phóng xuống từng tia ánh sáng quang ảnh mê ly, có một loại ý cảnh kỳ diệu. Xung quanh 36 quả dạ minh châu vị trí vây quanh tạo thành một cái trận pháp kỳ quái, lòng Diệp Thần nghiêm nghị cả kinh. 36 quả dạ minh châu này hình thành pháp trận tràn đầy một loại tính lực hủy diệt bạo, may mắn không có tùy pha hư thạch thất. Nếu như suy đoán ta không sai, trên đỉnh đầu chúng ta là 36 quả dạ minh châu kia một cái thượng cổ pháp trận, khí cơ của cái pháp trận này hiện đầy trên thạch thất. Nếu như chúng ta tùy ý phá hư thạch thất, bất kỳ địa phương nào nó sẽ là làm lộ, đem chúng ta lộ thành phần thần toán cốt. Diệp Thần trầm giọng nói, cho nên chúng ta phải là tìm ra chỗ cơ quan. Nghe được Diệp Thần nói, Đạm Đại Lăng ngẩng đầu nhìn qua 36 quả dạ minh châu trên đầu, lúc này mới phát hiện ra ẩn ẩn một cái chút vị diệu pháp trận tri học.
ở lúc thượng cổ chuyển lưu rất rộng, về sau dần dần thất truyền coi như là Thiên Cơ Tông, được xưng là tinh thông pháp trận, sở học cũng bất quá chỉ là gia lông. Không nghĩ tới Diệp Thần lại có kiến thức như vậy, nàng cảm thấy kinh ngạc nhìn qua Diệp Thần. Diệp Thần thực khiến cho nàng lau mắt mà nhìn. Trong thạch thất này, cơ quan cực kỳ bí mật, nên như thế nào tìm được nó? Đặng Đại Lăng hỏi. Diệp Thần nhíu mày trầm tư, ánh mắt rơi vào trên nến. Nến này một mực trên bàn đá không có cách nào di động, thật có chút kỳ quái. Đột nhiên hắn nhãn tỉnh sáng, đúng rồi, là quang. Đem vài đoạn ngọn nến trên mặt bàn đặt lên, nhìn một chút, những ngọn nến này đều là mục tới không thể dùng. Hắn ở trong không gian bao tay tìm kiếm một chút, từ cái đống vật lặt vặt tìm được mấy cây nến. Diệp Thần lúc này không có khỏi cảm ơn phụ thân cùng thúc công. Phụ thân cùng thúc công thời điểm hắn rời đi sơn cốc, chuẩn bị cho hắn vài thứ, rất nhiều thứ sinh hoạt thiết yếu vật, trong đó đồng dạng chính là ngọn nến. Đem ba ngọn nến cắm trên đế nến, sau đó điểm đốt, Diệp Thần chứng kiến hỏa quang mê ly tạo thành từng đạo quang ảnh, quang xuất khắp ngõ ngách thạch thất. Không được, Diệp Thần lắc đầu, cái nến này quá rối loạn, xem ra phải một cây đốt. Đạm Đại Lăng nhìn Diệp Thần ở nơi đó bận việc, trong mắt tĩnh như nước, rốt cuộc hiện lên một cái tia kinh ngạc cùng tò mò. Nhìn Diệp Thần, thiếu niên trước mắt oai hùng cao ngất, tuy hơi non nớt nhưng mà trong mắt thâm thúy một cái tia cơ trí, cùng tuổi không tương xứng. Trước nhìn nhóm một cái ngọn nến, quang ảnh phóng xạ, tự đạo quang ảnh hình thành, có tất cả lục đạo quang ảnh, trải rộng 80% phiến đá thạch thất. Những cái này hẳn là khí cơ quan pháp trận, một khi xúc động tới những khí cơ, pháp trận liền nổ. Diệp Thần nói, ngay sau đó dập tắt một ngọn nến, lại một cái nhóm cây khác, sau đó là một cây thứ ba. Kể từ đó vị trí cơ quan đã miêu tả sinh động. Đạm Đại Lang nhìn tứ phía nói, có tất cả ba phiến đá không có bị quang ảnh soi sáng. Ba phiến này hẳn chính là chỗ cơ quan. Diệp Thần đi tới trước một cái phiến đá trong đó, thử di động phiến đá đậy vào. Phiến đá này có thể đi vào từng chút, chỉ nghe trong đó một tiếng kéo kẹt tròn vang. Diệp Thần khẩn trương lên, vạn nhất suy đoán không đúng, dẫn động pháp trận phía trên thì xong. Sau nửa ngày pháp trận trên đỉnh đất hình thạch thất không có động tĩnh, lúc này Diệp Thần thở ra một hơi. Tiếp theo là phiến thứ hai. Ba phiến đều bị Diệp Thần đẩy vào, chỉ nghe ầm ầm một hồi lộ, cả thạch thất kịch liệt run rẩy. Chuyện gì xảy ra? Lòng Diệp Thần giật mình, đột nhiên chứng kiến vách tường phía trước thạch thất, từng phiến đá nhanh chóng rơi xuống lộ ra một lối đi, một cái thang lầu thật dài xoay tròn, một cái đường thông hướng trước. Một cái cỗ khí tức rét từ lòng đất thẩm thấu lên, luồng khí tức này áp bách thần hồn của Diệp Thần. Diệp Thần vẫn miễn cưỡng vận chuyển thần hồn, lúc này mới ngăn cản được luồng khí tức này ăn mòn. Hẳn chính ở đây, Đạm Đại Lăng nói, sắc mặt trắng bệch. Người đang âm hàn chi khí còn chưa trừ tận, tuy thực lực có chỗ khôi phục nhưng vẫn ở trạng thái bị thương. Muốn chở người khôi phục rồi lại đi hay không? Diệp Thần nhìn Đạm Đại Lăng hỏi. Dù sao hiện tại Đạm Đại Lăng cũng quá mức hư nhược. Tuyệt thế cường giả này mặc dù chỉ còn lại một cái cố thi thể, nhưng mà thi thể của hắn cũng không phải người thường có thể năng động được. Chương 347, cơ quan phần 2. Đạm Đại Lăng có chút vuốt cằm nói, trên người bạch sắc xa lăng phát ra hào quang chói mắt, đem toàn thân nàng bao trùm, chống lại cổ khí tức xâm hại kia. Đạm Đại Lăng ngồi ngay ngắn tại chỗ, một vòng lưu quang trên thân thể nàng xoay quanh. Diệp Thần xếp bằng ở vị trí cách Đạm Đại Lăng khá xa, đưa lưng về phía Đạm Đại Lăng. Hắn không có nguyện ý cho bất luận kẻ nào chứng kiến cảm xúc của mình giờ này, cúi đầu xuống. Nhận thấy giọng nói và dáng điệu cười của Ali, còn có bộ dạng biến hóa chậm rãi trùng hợp chung một chỗ, Thiện cười thản nhiên. Một khi ăn tính lại, Diệp Thần nhịn không được sẽ đi nghĩ Ali chết rồi. Mỗi lần nghĩ tới đây, tâm của Diệp Thần bị vạn trùng cặp vẻ, loại thống khổ đó làm cho Diệp Thần rất muốn khóc. Còn có Tiểu Dực, tuy nói cùng Tiểu Dực trùng một đoạn thời gian tương đối ngắn, nhưng mà Diệp Thần sớm đem Tiểu Dực trở thành thân đệ đệ mình. Lúc trước là không nên tới lòng đất. Nếu như không đến lòng đất, không phát sinh chuyện như vậy, đều là trách mình. Cho là có thân hồn liền vững như Thái Sơn, tự trách làm lòng Diệp Thần giống như bị dao nhọn đâm, đau nhức chưa để lội tâm. Ali, thực xin lỗi, ta vô dụng. Diệp Thần một cái quyền đánh trên vách tường bên cạnh, một vết máu đỏ thẫm trên vách tường chảy xuống,
không vận chuyển huyền khí, hắn bất quá là một cái thân thể phàm nhân, nhưng mà trong nội tâm, sói miệng vết thương trên tay càng là đau nhức, hốc mắt lướt, rốt cuộc ngăn không được, theo gương mặt chảy xuống. Đạm Đài Lăng mở to mắt, nhìn bóng lưng Diệp Thần cô độc. Thần sắc có chút dừng, có chút khó hiểu hỏi: "Con Ly Miêu đó, đối với ngươi mà nói thực sự trọng yếu như vậy sao?" "Ngươi không hiểu." Thanh âm của Diệp Thần có chút trầm thấp cùng khàn giọng. "Ta không hiểu." Đạm Đài Lăng nhớ tới lúc phụ vương rời đi, lòng của nàng giống như từng khúc bị tách rời. Lúc ấy nàng không hiểu, nàng chỉ biết phải vì phụ vương báo thù, vì vậy nàng mới cầm tam xoá kích của phụ vương, trong đầu bị sát niệm nhồi vào, cho tới khi huyết nhuộm cả phiến hải vực. Thời điểm đó là ngộ tới võ đạo chân ý của nàng, sinh tử chi đạo, báo thù xong nàng mơ mịt. Quyền này báo thù cũng là vô pháp làm cho nàng cảm giác được khoái hoạt. Lòng nàng dần dần chìm vào hải vực băng lãnh nhất, cho tới hôm nay nàng nhẹ lắc đầu có chút chậm ngâm nói: "Có lẽ ta thực sự không hiểu." Diệp Thần hít sâu một hơi, cưỡng chế ép tưởng niệm đối với Ali cùng tiểu dược xuống dưới, lòng bàn tay phải hướng lên, huyền khí phi đao lăng không hiện hiện, cực kỳ nhanh chóng xoay tròn, điều chỉnh phương hướng, từng cỗ sát ý trong nháy mắt tràn đầy thạch thất. Bất kể là âm hồn kia hay là độc thủ phía sau màn cấm vực chi địa, ta đều là muốn giết. Trong đôi mắt Diệp Thần hiện lên tơ máu, một cái cỗ sát niệm cửu hận điên cuồng tuôn ra. Phi đao này nguyên bản thanh tịnh, tựa hồ mang trong cái vòng ký tức mộng đen. Từ trên huyền khí phi đao lộ ra sát ý khủng bố, làm cho Đạm Đài Lăng cũng nhịn không được cảm thấy sợ. Nàng hiểu rõ trong sát ý này dẫn theo một tia ma niệm, nếu như mặc cho Diệp Thần cứ như vậy phát triển, sợ rằng có một ngày Diệp Thần tất thành ma. Bất quá thành ma thì thế nào, Đạm Đài Lăng lại không nói gì. Muốn nói ma niệm, kỳ thực nàng cũng có, mỗi người đều có con đường mình chọn, chính tả đều không sao, nàng không quan tâm. Huống chi Diệp Thần cùng nàng bất quá là một người qua đường, ngẫu nhiên cùng một chút xuất hiện. Đạm Đài Lăng nhìn Diệp Thần, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng sâu kín chuyện tôi nói: "Đã từng có lúc ta cũng muốn như người đồng dạng. Ta nguyên là một cái công chúa hải yêu tộc, mỗi ngày sinh hoạt vô tư, vô ưu vô lo, thẳng tới một ngày phụ vương ta bị cừu ra giết chết. Lúc ấy ta cũng như người, ta lấy tàu xóa kích của phụ vương giết sạch tất cả cừu ra. Bất quá về sau lại phát hiện đây hết thảy không có chút ý nghĩa, cho dù giết bọn họ phụ vương cũng không có khả năng sống lại." Đạm Đài Lăng cũng không biết mình hôm nay sao nhiều lời như vậy. "Nếu như là sự tình đồng dạng phát sinh lần nữa, người có giết cựu xa kia không?" Diệp Thần quay đầu nhìn thẳng Đạm Đài Lăng. Đạm Đài Lăng hơi sững sờ, chậm rãi nhổ ra từng chữ: "Giết." Cái chữ này lại có một loại quả quyết nói không lên lời. Diệp Thần quay đầu lại không nói gì thêm. Đạm Đài Lăng đột nhiên cảm giác nội tâm có một ít khúc mắc hóa không mở, lại có một ít chuyển biến. Người này hết thảy căn bản không cần bất luận lý do, có lẽ sẽ có một ngày người phát hiện trong cuộc sống cái gọi là tình cảm cùng đạo trong vũ trụ mênh mông so sánh, bất quá nhất thời, tuế nguyệt kéo dài xuống, đem bất cứ tia cảm tình phai mờ, vô tịch mới là võ đạo thuần túy. Ngón tay ngọc của Đạm Đài Lăng vuốt mái tóc, dung nhan này cao quý giống như một cái tòa chạm ngọc không tùy vết. Mặt nàng biểu lộ yên tĩnh, nhìn không ra một cái tia tâm tịnh ba động, đẹp tới không giống như người của nhân gian. Mà nàng nói lời này cũng là mang theo một cái tia khói lửa. Bất kỳ một người nào nói như vậy đều không có khả năng hiểu được. Cảm tình chính thức không bị tuế nguyệt phai mờ, bất quá có một ngày người sẽ hiểu. Trong đầu Diệp Thần hiện lên bộ dáng Ali. Diệp Thần hiểu, cho dù tuế nguyệt kéo dài, hắn không có khả năng đem Ali quên mất. Đạo Đài Lăng từ chối cho ý kiến. Hồi lâu hai người không nói gì thêm, thạch thất yên tĩnh trở lại. Lại qua lửa canh giờ, Đạo Đài Lăng rốt cuộc khôi phục, đứng lên nhìn về Diệp Thần nói: "Chúng ta xuống dưới." Đạo Đài Lăng lần nữa đứng dậy, trên người thấu ra khí thế cùng trước kia hoàn toàn bất đồng. Vẫn là vầng sáng tất tải quanh thân lưu chuyển, hướng phương hướng đầu bậc thang đi lên. Cho dù Đạm Đài Lăng chưa có trở lại trạng thái đỉnh, cũng không xê xích bao nhiêu. Diệp Thần đứng lên đi theo sau Đạm Đài Lăng. Huyền khí trong cơ thể Diệp Thần trải qua một ít kích phát đặc thù, sinh ra một cái tia lột xác, cũng là tiến triển cách thiên tôn cấp càng gần một bước. Hơn nữa huyền khí trong cơ thể so với trước đây càng thêm cuồng bạo, làm Diệp Thần có chút lỗi lỏng dao động. Diệp Thần hiểu rõ chuyện tình Ali cùng Tiểu Dực đối với đạo tâm của mình tạo ra một ít ảnh hưởng. Hắn hiện tại phải là hai lựa chọn: một cái là quên chuyện tình Ali cùng Tiểu Dực, lần nữa vững chắc đạo tâm; một cái khác là hủy đi đạo tâm, mà kết quả có thể là hóa thành thân ma. Chỉ tiếc là quên mất Ali cùng Tiểu Dực không có khả năng.
Diệp Thần không biết kết quả như vậy thì phải xa sao, nhưng mà không quản dạng gì kết quả đều là phải thừa nhận. Đi theo đằng sau Đạm Đài Lăng, tay trái Diệp Thần cầm Bát Ngục kiếm, tay phải ngưng hóa ra huyền khí phi đao, không biết phía dưới cổ mộ này có cái gì. Chương 368 Minh Hoàng Kiếm phần 1. Đạm Đài Lăng theo lầu 1 mực đi xuống, chỉ thấy hai bên lầu có vô số cỗ khô cốt. Những khô cốt này rất nhiều công tượng, trong tay cầm một ít cuốc xẻng loại gì đó. Sau khi phần mộ xây xong chết tại nơi đây, có rất nhiều cường giả tiến vào trong đó thăm dò, không biết bị người nào giết chết. Diệp Thần một cước đạp xuống, thanh âm răng rắc vang lên, một ít xương cốt bị hắn dẫm thành mảnh vỡ. Thanh âm trầm thấp trầm đục trong thang lầu quanh quẩn thật lâu, một mực đi thông sâu lọc đất xa xôi. Lòng Diệp Thần khẽ kinh, phóng nhẹ các bộ. Thang lầu này có lẽ bố trí một ít cơ quan. Thanh âm Đạm Đài Lăng từ phía trước chuyển tới, phía dưới từng cái đợt âm hàn chi khí dâng lên. Lúc này ngay cả nàng cũng không dám kinh thường. Tê, đột nhiên từng đạo thanh âm bén nhọn từ phía dưới chuyển tới. Diệp Thần nhíu mày, ở phía dưới tới không biết là quái quật gì. Hắn đem Phá Ngục kiếm ra, bất quá một lát chỉ là thấy từng đạo u ảnh cực kỳ nhanh hướng bên này đánh tới. Là một cái ít âm hồn bình thường, Đạm Đài Lăng trầm giọng nói, những âm hồn bình thường này thực lực không rất mạnh. Bạch sắc xa lăng của làng bay ra, đụng trên thân những âm hồn kia, bùm bùm, nguyên một đám trong nháy mắt lổ tung. Vài đạo âm hồn thực lực hơi mạnh vượt qua bạch sắc xa lăng gương mà giành, dương nanh múa vuốt mà hướng nàng đánh tới. Diện mục dữ tợn, Đạm Đài Lăng giơ lên thần kích nhổ lên đầm tới, từng đạo thất thải thần quang oanh xa. Đạo đạo thất thải thần quang trúng mục tiêu âm hồn, âm âm lổ vang, âm hồn tê lương dễ xua bị thất thải thần quang nuốt hết, hóa thành tro tàn. Cả thang lầu gặp lời bao phủ bên trong thất thải thần quang cực kỳ đẹp mắt. Mỗi một đạo thất thải thần quang tất cả đều là ẩn chứa võ đạo quy tắc, quy lực cường hoành. Những cái âm hồn này ít nhất là thực lực huyền tôn cấp, lại là không ngừng bị một cái đạo thần quang oanh kích. Thực lực Đạm Đài Lăng làm cho Diệp Thần âm thầm kinh hãi không thôi. Hắn nắm chặt Phá Cục kiếm, trên tay nổi cơn xanh, biểu hiện ra nội tâm của hắn cảm xúc ba động. Nếu như mình có thực lực như vậy, vậy thì quả quyết không phát sinh chuyện như trước, Ali cùng Tiểu Dực cũng không chết. Một cái tia khí tức màu đen bên trong cửu tinh vận hành, Diệp Thần biết rõ đây là đối với thực lực khát vọng mà sinh ra ma niệm. Diệp Thần cẩn thủ bản tâm, không để cho cỗ ma niệm này ăn mòn. Hắn không biết mình có thể kiên trì bao lâu. Chúng ta đi. Đạm Đài Lăng thoáng nhìn Diệp Thần, nàng cũng nhận ra Diệp Thần dị trạng, bất quá nàng không nói gì thêm. Phụ cận thần thể bao phủ thủy hệ huyền khí nồng đậm, thả người bay vút xuống dưới. Diệp Thần bay sát phía sau, bùm bùm, bên đường đụng phải vô số âm hồn. Lúc chúng nó còn không có tiếp xúc Đạm Đài Lăng, bị cái thất thải thần quang oanh chúng, thế lương kêu thảm tứ tán tan rã. Một đường hướng sâu trong lòng đất đi vài trăm mét, đã tới phía trước một cái đại địa đạo. Phía trước nhìn đèn kịt bóng mạng, không thấy rõ rốt cuộc tình huống. Trước cửa lại là một cái tấm bia đá cao 3 thước, ở phía trên viết văn tự có cổ thể lòng phi vượng vũ, là ngủ minh hoàng, tự ý xâm nhập chết. Minh hoàng, lại là hắn. Đạm Đài Lăng có chút kinh ngạc. Minh hoàng là người phương nào? Minh hoàng là một cái siêu cấp cường giả thời kỳ thượng cổ vài ngàn năm trước, nghe nói thực lực siêu phàm, xa xa không phải ta với tới. Bất quá lúc tu luyện bị tâm ma xâm lấn mà chết, tộc nhân quán vì tu kiến 7 chỗ lăng mộ, về sau những lăng mộ kia đều bị người ta đào trộm, kẻ trộm mộ từ đó đào móc ra di vật của minh hoàng, nhưng mà tử thương vô số, y nguyên không thu hoạch được gì, 7 lăng mộ này đều là giả, không biết chỗ này có hay không là thật. Đạm Đài Lăng nói, trên cổ tịch của hạ yêu nhất tộc ta từng ghi lại một ít. 7 xá mộ dụ sát không biết bao nhiêu người, không biết nơi này có hay không là thật. Không quản thiên giả trong đó chỉ sợ đều là hung hiểm. Người đi theo sau người ta 5 trượng, nếu kích hoạt cơ quan sinh tử chỉ có thể nhìn vận khí của ngươi. Đạm Lăng trầm tĩnh như nước, đã hướng trước cửa đại địa bước một bước. Diệp Thần nhìn bóng lưng Đạm Đài Lăng dần biến mất ở trong địa đạo, đi theo đã là quyết định tới nơi này,
hắn sớm đã đem sinh tử công nghĩ. Địa đạo tĩnh mịch hồn ám, một mực thông vào bên trong. Thần hồn Diệp Thần điều tra bốn phía, lại không có xem xét tới cơ quan gì, một đường phía trước thăm dò, tiến nhập một cái đại trận trống trải. Cái đại sảnh này vuông viên có vài ngàn mét, vách tường quanh thân đều là do hoàng kim chế tạo thành, hiện đầy các loại đồ đăng thần bí. Trong đại sảnh trống rỗng, không có gì bài trí. Trên không đại sảnh lơ lửng một cái băng quan, trong lúc lặng lặng nằm cố thi thể mặc trang bào màu vàng sáng, thân thể không có bất kỳ hủ hóa, y nguyên có thể thấy được dung nhan quán, bộ dáng thanh niên, tóc dài phiêu nhiên, có một loại oai hùng khí thế không nói lên lời. Đương nhiên số tuổi thực sự quán ai cũng nhìn không ra. Quanh thân thể quán bày đặt các loại trang sức vài chục dạng, người này hẳn là minh hoàng trong truyền thuyết. Trong đại sảnh to như vậy rõ ràng không có bố trí bất kỳ cơ quan gì, chẳng lẽ không sợ thi thể bị trộm? Thần hồn của Diệp Thần đảo qua mặt đất đều là thi thể, có mấy trăm bộ bên cạnh thi thể những cường giả này rơi lạ tạ đại lượng linh bảo, nhưng mà không biết bị người phương nào giết. Chẳng lẽ trong đại sảnh này không phải là không có cơ quan, mà là các cơ quan quá mức ẩn bí, bằng không những cường giả này cũng không chết. Những cường giả kia thi thể đều trải qua hủ hóa, tản ra thi hủ khí dày đặc. Ánh mắt rơi vào phía dưới mặt đất băng hà quan, chỗ đó có một bệ đá cự đại. Trong bệ đá không có bày đặt vật gì, vị trí chính giữa đầm một thanh kiếm. Thanh kiếm này thoạt nhìn cùng thiết kiếm bình thường không khác gì nhau, tạo hình có vài phần kỳ lạ. Trên thân kiếm che kín gai ngược, phía trên là tú tích loang lổ. Thần hồn đảo qua kiếm thể, một cái cỗ khắc nghiệt khí tức từ trên thân kiếm xuyên suốt mà tới. Diệp Thần bị sát ý rét lạnh này làm sợ tới mức run rẩy một cái. Thanh kiếm này tuyệt đối bất phàm. Trên thân kiếm mơ hồ có ba chữ nhỏ: Minh Hoàng Kiếm. Diệp Thần không dám dùng thần hồn dò xét, đem thần hồn trở về. Đạp đại lăng tiến nhập vào đại sảnh phía trước, Diệp Thần nhanh hơn cước bộ đi theo. Trước tiên đừng có tiếp cận trong đại sảnh. Diệp Thần dùng thần hồn truyền một cái tia tin tức cho Đạp Đại Lăng. Đã thấy Đạp Đại Lăng tiến vào đại sảnh, sớm đã vững bước. Dùng trí tuệ của Đạp Đại Lăng không khả năng không biết đại sảnh có cổ quái. Chương 369 Minh Hoàng Kiếm phần 2. Diệp Thần cũng đi vào đại sảnh. Trong đại sảnh này không có cây đuốc, dạ minh châu chiếu sáng cùng bên ngoài ngăn cách ra, không biết ánh sáng là từ chỗ nào thấu rọi vào. Trong đại sảnh này rõ ràng thập phần sáng sủa. Đại Bài Lăng như cảm thấy cái gì, ánh mắt bỗng dừng nhìn thẳng thanh trường kiếm phía trước. Từng cái cỗ khí tức linh hồn mãnh liệt ra cơ thể. Thanh Minh Hoàng Kiếm này tựa như cảm giác cái gì ông ông chiến minh lên, từng cỗ sát ý cường đại quét ngang. Cỗ sát ý này giống như là ngàn vạn thanh cự kiếm đập vào mặt, giống như muốn đem toàn thân nóng đinh. Sắc mặt Diệp Thần có chút trắng bệch, tranh thủ thời gian phóng xuất ra thần hồn bảo vệ quanh thân. Lúc này mới cảm giác có chút đỡ. Nhìn thoáng qua Đạm Đại Lang phía trước, hắn không rõ Đạm Đại Lang rốt cuộc là muốn làm gì. Đúng lúc này, thanh Minh Hoàng Kiếm kia đột nhiên hào quang tỏa sáng, một thân ảnh lăng không hiện hiện, là một vị thanh niên tướng mạo cực kỳ anh tuấn, mặt mày trong đó cùng với cố thi thể băng quan có vài phần tương tự. Bất quá hai người còn là một chút bất đồng. Người nọ trong băng quan thoạt nhìn càng thêm oai hùng, vài phần khí thế bá đạo. Mà cái trước mắt này mày kiếm mắt sáng, làn da trắng nõn, ngay cả nữ nhân cũng là ghen ghét. Hồn nhiên phong lưu công tử, động tác cực kỳ ưu nhã thong song, làm người ta có một loại cảm giác cảnh đẹp ý vui. Bất quá giờ tay nhấc chân thừa ẩn chứa võ đạo chân ý khác sâu. Hồn nhiên thiên thành, chỉ nhìn lên một cái, Diệp Thần cảm giác khí cơ trong cơ thể mình đều bị hắn dẫn dắt. Trong nội tâm kinh hãi, thực lực người này chỉ sợ không dưới Đạm Đài Lăng. Người này thoạt nhìn chỉ là một cái hư ảnh, chẳng lẽ là một cái âm hồn? Diệp Thần gặp qua nhiều âm hồn yêu quái các loại gì đó, nhưng mà những vật kia mặc dù cường thịnh trở lại cũng là không cho người ta một cái loại cảm giác tự nhiên như thế. Người nào dám can đảm xâm phạm vào lăng tẩm của Minh Hoàng? Thanh niên anh tuấn này ánh mắt sáng chói ở trên người Diệp Thần cùng với Đạm Đại Lăng đảo qua, chỉ là nhạt nhạt quét qua, Diệp Thần có cảm giác như mình đã bị xuyên thấu. Tới đây là mới ngừng.
chỉ có thiên nguyên tiền bối ở lối vào hạ địa Quỳnh Lâu lưu lại một cái tia ý niệm từng choán cảm giác như vậy. Chẳng lẽ người trước mặt cũng là đại năng như thiên nguyên tiền bối? Thượng cổ thời đại của thế giới này, mọi người tuyệt cùng là cường khoanh tế dạng gì tình cảnh? Đạo đại năng đôi mi thanh tú cau lại, nàng trên người của người trước mắt cảm thấy một tia khí tức khủng bố, bất quá nàng chẳng những không có bất luận e ngại, ngược lại một cái tia ý chiến, nhiệt huyết sôi trào. Nhân ngư hại yêu, còn có một nhân loại tuổi trẻ có chút ý tứ. Thanh niên anh tuấn lại xem nhẹ Đạm Đài Lăng, ánh mắt trên người Diệp Thần dừng chốc lát, mỉm cười. Lô cái kia cực kỳ ưu nhã, giống như một cái quý tộc vô cùng hàm dưỡng. Quý tộc cũng không phải có tiền có địa vị, mà là một loại cao quý ở chỗ sâu trong mệnh cách. Mỗi cái tiếng nói cử động đều mang theo một loại khí độ mà thường nhân không thể có. Người này từ trong Minh Hoàng kiếm ra, chẳng lẽ trong Diệp Thần nghĩ bừa động, nghĩ thấy một khả năng người trẻ tuổi này chẳng lẽ là khí linh của Minh Hoàng kiếm? Đương nhiên đây chỉ là suy đoán. Các người vì sao mà đến? Vì trộm mộ sao? Thanh niên anh tuấn sắc bén nhìn lướt qua Đạm Đài Lăng cùng Diệp Thần, dùng một loại ngữ khí không thể từ chối nói: nếu như vậy các người có thể về, bằng không các người đều chết. Giọng điệu của hắn cực kỳ nhu hòa, không mang theo tia sắc bén. Thậm chí tiếng nói này càng là làm cho người ta có cảm giác xuân quăng quất vào mặt. Nhưng câu tiếp theo, giọng điệu của hắn đột nhiên lạnh lùng: ta ở nơi này thủ hộ Minh Hoàng đã vài ngàn năm, không ai có thể động tới di thể của hắn. Ai bước vào trong băng quan trăm mét chỉ có chết. Đạm Đài Lăng tay cầm xóa kích, tận sắc ngưng trọng. Đã tới đây nàng tự nhiên không có như vậy lùi về. Người trước mặt này tuyệt đối là nàng từ trước tới nay mới thấy gặp được đối thủ mạnh nhất. Nếu như chúng ta thua, chúng ta rời đi. Đạm Đài Lăng chậm rãi giơ lên tam xóa kích, một cái cỗ khí thế tỏa ra, thần kích tách ra thất thải thật quang chói mắt. Thanh niên anh tuấn nhàn nhạt lướt qua Đạm Đài Lăng, tam xóa kích trong tay người thực là kiện gì đó không sai. Đáng tiếc khí linh của nó đã ngủ say, và ngươi cũng vô pháp phát huy một phần mười uy lực của nàng, cho nên ngươi không phải là đối thủ của ta. Ta không cách nào phát huy một phần mười uy lực của tam xóa kích, mà ngươi cũng không phải là không như thế sao? Đạm Đài Lăng nhìn chăm chăm đối phương lại không có một điểm dao động. Thanh niên anh tuấn văn nhã cười gật đầu nói: người nhãn lực không sai, ta bị phong ấn thực lực không bằng 1% lúc định phong, bất quá đối phó có người vậy là đủ. Cái này phải so mới biết được. Trên người Đạm Đài Lăng bỗng nhiên bộc phát chiến ý mãnh liệt, bầu không khí trở nên ngưng trọng, chiến đấu hết sức căng thẳng. Mắt thấy muốn đánh nhau, lòng Diệp Thần lo lắng. Vạn nhất Đạm Đài Lăng không phải là đối thủ, sinh tử khó liệu. Tình cảnh của hắn cũng là không lạc quan, tranh thủ thời gian lên tiếng nói: chờ một chút, xin hỏi tiền bối xưng hô thế nào? Cho dù đối mặt với Đạm Đài Lăng, chiến ý phóng lên trời, thanh niên ảnh tuấn y nguyên lạnh nhạt tự nhiên nhìn thoáng qua Diệp Thần nói: Kiếm Ảnh. Kiếm Ảnh tiền bối, chúng ta tới đây cũng không phải là vì trộm mộ mà tới, chuyện bên ngoài cổ mộ tiền bối có biết hay không? Diệp Thần mở miệng nói: sự tình gì? Kiếm Ảnh nhíu mày nhàn nhạt nói: có người bên ngoài lui âm hồn. Lúc Diệp Thần nói chuyện, một mực chú ý tới biểu lộ của Kiếm Ảnh, hắn cảm thấy sự tình khả năng có một cái chút chuyện cơ. Kiếm Ảnh chậm ngâm một lát gật đầu nói: ta biết rõ, đó là một đám tàn hồn của Minh Hoàng. Tiền bối biết có người tâm hoài quỷ thai bắt được một đám tàn hồn của Minh Hoàng, vì sao không ra tay ngăn lại? Trên mặt Kiếm Ảnh biểu lộ gợn sóng không sợ hãi nói: người tuổi trẻ, người thường có ba hồn bảy vía, tới cảnh giới Minh Hoàng kia, hồn phách có thể hóa thành ngàn vạn. Sau khi Minh Hoàng chết, hồn phách đã rơi lả tả ở trong thế giới bao la. Một sợi tàn hồn bất quá là một cái phần vạn mà thôi, cho dù nuôi dưỡng lên cũng bất quá là thái thượng cảnh, mà chỗ này của ta mới là hồn phách chân chính của Minh Hoàng. Kiếm Ảnh mở tay phải ra, chỉ thấy từng sợi hào quang lục sắc ở lòng bàn tay hắn bay múa, cuối cùng ngừng hóa thành một hình tượng hào hoa thanh niên, chỉ có một tấc, xếp bằng ở lòng bàn tay Kiếm Ảnh, thần sắc nghiêm túc, ngay cả tướng mạo thần thái đều cùng với người trong băng quan giống nhau như đúc.